Chào mừng anh chị đã đến với kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Để tiếp tục công việc review về các căn nhà Hà Nội đang được chào bán mới nhất tháng 11 năm 2021, thì ngày hôm nay em Phương xin giới thiệu với quý anh chị một căn nhà xây mới nằm tại Đình Thôn, quận Nam Từ Liêm. Căn nhà có diện tích là 38,6m², được xây dựng 5 tầng với 5 phòng ngủ và một phòng ngủ master anh chị nhé. Căn nhà đang được chào bán chỉ có 5,3 tỷ thôi. Nếu anh chị đang quan tâm nhà quanh khu vực quận Nam Từ Liêm này thì hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé. Còn bây giờ em sẽ đưa anh chị đi tham quan chi tiết của căn nhà này nhé. Xin được giới thiệu với quý anh chị, đây là căn nhà đất nằm tại khu vực Đình Thôn thuộc quận Nam Từ Liêm mà em Phương muốn review cho anh chị ngày hôm nay. Căn nhà có diện tích là 38,6m², được xây dựng 5 tầng. Nhà hướng đông nam rất đẹp. Từ nhà của chúng ta ra đến mặt ngõ ô tô cũng chỉ khoảng tầm khoảng 30m thôi anh chị nhé. Đấy, rất là gần. Đây là đường trước nhà chúng ta. Đường trước nhà chúng ta thì chỉ hai xe máy tránh nhau thôi. Với thiết kế khu vực tầng 1 là phòng khách, phía trong phòng bếp, tầng 2 một phòng ngủ rộng và một phòng vệ sinh rộng. Tầng 3, tầng 4 mỗi tầng 2 phòng ngủ, khu vực tầng 5 là một phòng ngủ, một phòng thờ và khu vực sân phơi. Đây như anh chị có thể thấy là khu vực bếp. Phía sau thì chủ nhà đã để lại một khe thoáng rồi, em sẽ zoom rộng lên một chút cho anh chị dễ hình dung. Đấy, khe thoáng. Đấy, khu vực Đình Thôn Mỹ Đình này thì hẳn anh chị cũng không lạ lẫm gì. Từ đây ra đến đường Phạm Hùng thì cũng chỉ rơi vào tầm khoảng là hơn 200m thôi. Đấy, rất là gần. Tầng 1 thì chúng ta có thể thiết kế phòng khách. Nếu anh chị nào thích rộng rãi thì có thể thiết kế lên tầng 2. Đây, chúng ta sẽ cùng chiêm ngẫm tầng 2 nhé. Đây là khu vực phòng tắm master. Rất là rộng, có vách kính hết rồi. Bên này thì để chờ để anh chị có thể lắp bồn vào đây. Bồn tắm nằm. Còn đây là phòng ngoài, rất rộng. Phòng khách lên đây tuyệt vời rồi, rộng rãi. Căn nhà này thì mặt tiền là 3m4 anh chị nhé. Sàn gỗ. Nếu anh chị đang có nhu cầu mua một căn nhà riêng khu vực Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm thì nên xem xét ngắm căn nhà này nhé. Với mức giá hơn 5 tỷ một chút cho một căn nhà ở vị trí như này, cách đường ô tô chỉ khoảng 30m thôi. Đấy. Ngoài căn nhà này ra thì em còn rất là nhiều các căn nhà khác nữa. Những căn nhà đất, mặt phố, mặt ngõ, hay những căn nhà có gara ô tô, những căn nhà có thang máy, em đều có hết anh chị nhé. Anh chị hãy gọi điện thoại cho em Phương để em biết được nhu cầu của anh chị. Em sẽ gửi video các căn nhà hợp lý nhất đến quý anh chị. Đặc biệt là những căn nhà đang hoàn thiện anh chị nhé. Những căn nhà đang hoàn thiện hay đang xây thô, em chưa quay được video thì em có thể gửi tới quý anh chị những căn nhà đó. Vậy là căn nhà này của chúng ta sẽ có 6 phòng ngủ. Nếu tầng 2 chuyển phòng khách thì còn 5 phòng ngủ. Thoải mái phòng. Đây khu vực tầng 5. Đấy, phía sau chúng ta có một phòng nữa. Phía ngoài là khu vực phòng thờ và sân phơi. Đây là tòa nhà Sông Đà ngay phía trước của chúng ta. Đấy, còn tòa Thiên Nam đây. Ngay nhà chúng ta thôi. Rất là thuận tiện. Hãy để gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé, để sở hữu cho mình một căn nhà riêng ưng ý. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Xin cảm ơn.